Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn một cái cây mai chiếu thủy các bạn ơi. Thì chúng ta các bạn là thấy có một cái cây mai chiếu thủy này, nó một thân mà nó đứng thẳng lên các bạn. Nhưng đây có một cái độc lạ là cái chủ nhân người ta bẻ cái cành của nó, cái tai cành của nó là nó rủ xuống các bạn. Các bạn thấy nó có lạ không? Thì thường thường á, người ta bẻ cái cây mà rủ xuống á, thì người ta bẻ nó rất là kỳ công nha các bạn. Tức là cái nhánh thường thường cái phát triển của cây thì nó mọc thẳng đứng lên thôi, nhưng ở đây người ta mình bẻ xuống thì là cái cây nó phát triển rất là chậm. Nhưng mà ở đây cái cây này các bạn nhìn thấy nè, những cái tai cành mà bẻ xuống rất là già nua, nó khúc khỉu, nó thể hiện được cái mà cái công của cái người chủ nhân này rất là nhiều trong đây các bạn. Thành ra ở đây mình thấy cái cây này nó đẹp mà nó lạ, mà nó rất là tốn nhiều công sức cho đây. Đó. Đầu tiên nữa bạn thấy đó, để cái cây này thì nó chỉ có một thân thôi, một thân thẳng đứng thôi. Nó là một cây mai chiếu thủy lá lớn, già nua, nó xù xì. Nhưng mà người ta thổi cái hồn vô đây bằng cách là người ta cho những cái tay cành ra bình thường, người ta bẻ rủ xuống thôi. Đó là cái ý tưởng của chủ nhân rất là hay, rất là lạ các bạn. Thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn cái mà nó thường mà nó lại nó, cái cây rất là thường nhưng mà người ta làm cho nó không còn thường nữa các bạn, mà nó thành một cái cây nó mang cái tính là nghệ thuật rất là cao. Theo ý mình là vậy, thì các bạn xem video của mình thì cũng góp ý kiến cho mình về cái cây này ha. Thì thật sự mà nói mình, cái trình độ của mình thì không thể nào làm được cái cây này các bạn. Nó mình cũng công nhận cái chủ nhân người ta rất là kỳ công. Thực sự nói không thể ở đây có nghĩa là mình không có cái công sức đó các bạn. Tức là cái công của mình nó rất là lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhiều năm thì nó mới có thể được một cái cây đẹp như vậy. Mình đã ý mình nói là cái chủ nhân này là vừa là có cái tài hoa, thứ hai nữa là vừa có cái mà kiên nhẫn mà thời gian để làm được cái cây này các bạn. Thì riêng ý kiến của mình thì vậy thôi, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem và các bạn cũng có thể góp ý kiến với mình theo ý của các bạn. Thì cái cây này nó sao các bạn nên góp ý kiến mình ha. Đó, các bạn thấy không, những cái cành nhánh nó bẻ buông xuống rất là hay, nó rủ xuống khúc khỉu, thể hiện cái già nua của cây các bạn. Các bạn thấy không, rất là đẹp, cái cây nó rất là bình thường, một cái cây thẳng thôi, rất là bình thường. Nhưng mà khi người ta đó, cháu mình nó đứng cái bên đó, khi mà cái nghệ nhân người ta thổi hồn vô thì nó lại thành một cái cây kiển quý các bạn ơi. Theo mình đó, thì mình rất là nể phục cái nghệ nhân này, cái chủ nhân của cái cây này. Còn các bạn sao thì các bạn góp ý cho mình ha. Video mình đến đây kết thúc và mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. Rồi, mình xin chào.